Hello mọi người, chào mừng quay lại channel của mình. Giờ mình là Bóng Đây. Thì hồi chiều mình có mượn xe của anh hàng xóm để mình quay vlog mà mình cảm nhận những cái cảm nhận đầu tiên của mình về con em Mercedes. Và hiện tại nó đang nằm ở nhà của mình. Thì sau khi mượn xe xong thì mình phát hiện ra là chiếc xe của ông rất là dơ. Không biết là mình chạy dơ hay là ông chạy dơ, nhưng mình nghĩ chắc là ông hồi bên mình đi đường rất là khô ráo, không có gì hết. Thì bây giờ thì coi ngày mai là ông sẽ qua lấy xe, mình trả xe cho ông. Cho nên là bây giờ chắc là mình phải rửa xe lại cho sạch sẽ. Mình là người lịch sự mà, mình mượn xe xong rồi thì mình phải làm sao cho một con xe nó nhìn nó sáng loáng, nhìn nó đẹp đẽ để mình trả lại cho chủ người ta. Rồi, ok, thì bây giờ cùng bắt tay với cô bắp vô rửa mở tiếp nha. Now let's go. Ta-da. Đây là chai nước rửa xe mà mình hôm trước anh hàng xóm có giới thiệu cho mình, chai Sonat. Thì anh hàng xóm nói là rửa bằng cái này thì xe nó sẽ sạch, với lại là không có bị cái gì trầy xe rồi ăn mòn sơn gì kiểu, mình cũng không hiểu lắm. Thì giờ giới thiệu cái nào thì xài cái đó đi. Bây giờ thì trước khi rửa để mình đọc coi rửa sao cái đã, không biết xài, chờ xíu nha. Tàu tiếng Anh thôi mọi người ơi. Tàu tiếng Anh thôi, chờ xíu nha. A few moments later. Remove. Hơi vỡ. Ok, giờ nãy giờ sau khi tìm hiểu xong thì tôi đã tìm ra được cách rửa rồi. Đó là tôi sẽ sử dụng con xe này, chắc là tôi sẽ dùng nửa cái nắp Sonat này. Với lại không tới nửa tháo nước này đâu. Tại vì cái này hình như nó tẩy ghê lắm mọi người. Cái này là loại dạng như nó giống như xà bông vậy đó, mà nó dành chuyên cho rửa xe á, rửa xe mình sẽ tốt hơn. Rồi bây giờ tôi sẽ bắt đầu nha. Đổ ra xong rồi sẽ nước, pha nước. À, và trước khi mình bắt tay vô rửa xe thì mình có nói với bạn là vì nhà mình ở gần lỗ á, nhà mặt lỗ, với lại là cả tối rồi gió nó hơi bị lớn, cho nên là nếu mà mình nói các bạn nghe không rõ thì có gì các bạn bỏ qua cho mình nha. Mình chưa có kịp mua được cái mic nữa nên mọi người thông cảm cho mình nha. Từ từ mình sẽ đầu tư cái mic sau. Ok, xong. Mình đã lấy xong rồi nè, mọi người thấy không? Ok, giờ mình bỏ dưới đất đi. Rồi thì cái dụng cụ rửa xe của mình ngày hôm nay sẽ là cái này. Ta-dan. Mình nghe anh hàng xóm nói là muốn rửa xe với nước này là phải dùng khăn 3M. Hồi 3M là gì mình biết, 3M là ba mặt hết ta? 3M là ba mặt hết ta? Nhưng mà quay ba ơi, rửa xe xong phải có xịt nước lên xe cho nó ướt rồi mới rửa không hả ba? Có xịt nước lên xe cho nó ướt rồi mới rửa không? Có hả? Thật ra cái chỗ rửa xe của mình á, của ba mình á, thường là nó ở ngoài kia kìa, có nước đầy đủ hết ngoài kia kìa, nhưng mà tối quá mình định là mình sẽ quay video cho mọi người xem, mà ở ngoài kia tối quá nên là mình đem nó mua nhà. Tôi sẽ rửa không sạch cái phần nào mà
Tôi không thích. Được không ạ? Mình nói thiệt với mấy bạn luôn á nha. Một con sen, cái con sen này nó gây một cái ấn tượng rất là đặc biệt với mình. Vậy là điểm mình thích nhất ở con sen này đó là cái cặp phục này nè. Nhìn nó bao ngầu luôn. Nó rất là nhỏ bé nhưng mà kiểu là nhỏ mà có vỡ mọi người. Như chiếc N4 của anh hàng xóm đâu có phục upside down đâu. Của anh hàng xóm là phục ống lòng. Là phục bình thường, không có gì hết. Nè các bạn nhìn ha, từ đầu xe các bạn nhìn xuống nhìn rất là ngầu luôn. Mà ngay chỗ cái cặp phục này nhìn cực kỳ thích luôn. Mà cái tên tôi thích thì tôi sẽ rất kỹ. Camera cho mình coi kỹ cái này đi. Xe này là chiếc MSX nha các bạn nữ. MSX. Chiếc giá của chiếc xe này mà mua xe mới luôn á, hình như là chỉ có 53 triệu thôi. Nhưng mà các bạn thích á thì các bạn thích dạng côn tay á thì mình recommend các bạn nên mua chiếc xe này tập chạy thử trước. Rất là ok luôn. Xe này thì chỉ có 4 số thôi. Không phải là 6 số như các dạng xe côn tay côn tay lớn. Chiếc này là 125cc nha, cho nên các bạn bằng lái A1 các bạn cũng lái được. Cái xe này á, các bạn chạy ban đêm á, ngay chỗ cái đầu đèn nè, hay ngoài trước cái xi nhan là lúc nào nó cũng sáng đèn hết. Ok, bây giờ mình sẽ mở chìa khóa lên thử cho bạn xem nha. Mình thấy được. Nó, thấy không? Đèn lúc nào cũng sáng luôn. Đây là cái cọ nha mọi người, mình mới vừa tháo nó ra. Thì mình sẽ dùng cọ để mình rửa các chi tiết máy. Mình sẽ quẹt các cái như không biết bao máy nữa. Bây giờ mình sẽ dùng đèn rửa cái máy của chiếc xe á cho nó kỹ. Vì mình dùng cái này thì nó không có sạch được ở trong á. Dạo này mình bị nghiện cái bài Chân Ái của Oren á. Chị Oren hát rất là hay luôn. Bài đúng nghiện luôn á mọi người. Trời ơi, xe của ai mà tôi chăm kỹ luôn. Còn hơn xe của tôi nữa, xe của tôi là tới giờ vô. Mặc nhiều khi tới đó thiệt sự luôn á. Cả nửa năm trời mình không rửa xe mọi người, mình để nó dơ đến nỗi mà tới Tết luôn, trước khi ăn Tết thì mình mới rửa nó. Thật sự. Nếu bạn có coi cái video mà thay nhớt của mình á thì bạn sẽ thấy là đặt chắc cũng nửa năm rồi đó, mình gặp một số phục đặt và cái đầu xe của mình là mình bắt tanh bằng hết trơn luôn. Mà mình để tới gần ăn Tết thì mình mới bắt đầu mình dọn dẹp vệ sinh cho nhỏ, tắm rửa cho nhỏ, vệ sinh máy móc đồ cho nhỏ. Thật sự luôn. Mà lại không đi ra ngoài kiểm tra luôn nha. Ngày hôm nay mình mới qua Mỹ Tho, mình chạy nó qua Mỹ Tho tại vì có cái anh làm ở bển quen á, rồi mình mới nhờ ảnh xem kiểm tra lại xe cho mình. Tổng cộng hết tất cả các phí luôn là gần 900 ngàn đó mọi người. Còn hôm trước mình đem ra xưởng á, lúc mà cái xe mình, cái lúc mà trời mưa mà ngập thủy triều lên á, năm rồi năm 2019 có một cái đợt thành phố Hồ Chí Minh là thủy triều lên là khỏi nói tới luôn, và xe của mình nó đã bị ngập nước. Thì lúc đó mình đem ra hãng á thì nó nói là xe của mình bị nước vô trong máy á, nó nóng nó không nổ máy được. Xong rồi sau đó nó nói là chỉ có vậy thôi, nhớt thì vẫn bình thường, và nó yêu cầu mình là hãy vệ sinh khung kim xăng ở trong xe. Thì lúc đó giá nó đề ra cho mình là, nhớ không nhầm nè, 500 nghìn. Nhưng mà hôm nay mình về ở Mỹ Tho mình vệ sinh cái khung kim xăng đó thì chỉ có 60 nghìn thôi mà không thể tin được. Cái này thì chắc Dũng này cho lại nha. Thôi bây giờ chắc sẽ không lên tay lên tin nữa, mình sẽ tranh thủ rửa xong chiếc xe này xong bên đây rồi đó. Bây giờ mình sẽ qua bên kia. Ba mình nói với mình rửa vậy là
mới cả kỹ lắm rồi, xịt chút nữa nó sẽ bị cảm lạnh cho nên là thôi xong tròn. Coi như là mình đã rửa xe xong rồi nha mọi người. Và bây giờ thì video của mình đến đây là hết rồi. Vậy hả? Để coi còn gì nói mọi người không? Ờ chắc là không đâu, nếu như mà còn thì có gì thì mình chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở video sau nha. Còn bây giờ thì lạnh tay hết trơn rồi cho nên là mình sẽ đi nghỉ thôi. Cảm ơn mọi người đã xem video này của mình. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Ok, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.